cả mọi người, hôm nay thì em đang chạy test off-grid. Thực ra cũng không phải là test đâu, nhưng mà do là bên em chạy con off này cho cái văn phòng, cái bên chỗ kho cho sáng nay, thì lỡ không may là không đóng điện lưới nên nó chạy off-grid từ sáng đến giờ không biết luôn. Và ở ngoài thì đang đang chạy máy hàn đây, tải đây, hàn từ sáng tới giờ luôn đây. Hàn lúc hàn lên tới 1.500-1.700W. Đây đang hàn ở ngoài, đang chạy đèn đóm rồi các cái vật trong kho và đang hàn ở ngoài. Rồi này, ngoài ra là đang chạy hệ thống đèn các thứ, rồi các thiết bị điện máy tính các thứ ở trong kho. Đây là kho và cái khu vực test máy cái thứ của bên em. Thì hệ thống đang chạy chỉ có một máy nha, một máy đây, một máy hybrid off-grid của lắc vào 5kg, tải hiện tại là không chấm hàn thì nó đang 0.58kg thôi. Hệ thống là gồm có một battery SVE 100 mAh, thì chạy từ sáng đến giờ, bây giờ dung lượng còn 48% này, là chỉ có chạy có một dãy pin mặt trời thôi. Thì đó, đây. Đang chấm hàn ngoài kia đó, tải dao động 1.9kg, 1.7kg, 1.9kg, 1kg, tại vì chấm hàn thì nó sẽ dao động nhảy lên xuống liên tục. Và từ sáng giờ hàn thì cũng không có để ý là đang chạy off-grid, thì chạy cũng khá lâu rồi. Làm cái cửa từ hồi sáng. Đây, em mới vào lịch sử data này. Đó. Đây này, lịch sử tải. Tải từ khoảng 7 giờ sáng bắt đầu bật lên này. Rồi chấm hàn, hàn các kiểu. Thì tải có lúc lên tới 3 kg mấy. Này là nó ghi nhận 2 phút một lần, thực ra công suất đỉnh có thể cao hơn nữa. Và chạy off từ sáng từ khoảng 7 giờ cho đến thời điểm hiện tại là khoảng 11:30 rồi. Và hàn cắt để làm cái cửa. Thì hệ thống chỉ có chạy một dãy pin mặt trời thôi, và chạy chính là cái battery này. Do cái pin mặt trời ở trên kia thì công suất nó ra tương đối thấp. Đây, em sẽ chạy bật cái lịch sử cho các bác xem nha. Thì ở đây công suất pin mặt trời của dãy 1, em đang có nối một dãy thôi. Đây, một dãy pin này nó ra được khoảng, trung bình nó lên được khoảng 1kg, 1kg mấy. Rồi công suất sạc xả battery đây, công suất xả battery đây. Đó, battery sẽ xả lúc lên xả lên tới 3kg. Sáng giờ là sẽ chạy xả, chạy off-grid. Thì với hệ thống này nếu như mà ở khu vực không có điện thì cũng có thể là chạy cho các cái tải lớn, có thể chạy cho bơm, có thể chạy cho các cái khu, có thể dùng như đây máy hàn cắt một số máy đó. Tại vì thằng này nó cho công suất tải rất là cao. Đây là bản SNA 5000, off-grid 5kg, thì nó cho phép là tải lên tới 10kg tức thời trong vòng 5 giây, nên nó khởi động cao hơn và tốt hơn. Đây đó, đang off-grid, chạy off-grid đầu ra này. Bình thường là nó chạy đèn quạt các thứ là khoảng 600W thôi. Còn khi mà chấm máy hàn các thứ này thì sao? Đây, ở đây hệ thống đèn, đèn và máy tính rồi các thứ ở trong văn phòng này vẫn đang đang chạy. Thì em sẽ làm thêm các cái video về các chế độ chạy khi mà hòa lưới rồi bấm tải đẩy lưới của cái dòng này. Đây là một dòng rất đa năng, chạy khỏe, công suất cao. Đó, và ngoài cái đang máy cắt, các bác có thể nghe máy cắt ngoài kia đó. Thì cái này lên 800 mấy kW này. Đó, quạt này cũng là quạt thông minh. Quạt thông minh có nghĩa là công suất cao thì nó sẽ tăng tốc độ quạt tản nhiệt lên, và công suất thấp thì nó sẽ chạy ở mức vừa phải. Và ở đây battery đang là cái lithium có giao tiếp, nó nhận này, battery 100 mAh, nhận điện áp và phần trăm 47% này. Lithium của SVE đồng bộ với hybrid lắc power. Đây, 47% SVE. Nó đồng bộ hoàn toàn luôn, có nghĩa là sạc xả tự nhận và tự nhận các thông số về phần trăm điện áp, về các
số chu kỳ sạc xả rồi ngưỡng điện áp cell cao thấp thì nó sẽ đồng bộ và hệ thống hoạt động ổn định. Thì em sẽ làm các video giới thiệu về cái dòng này sâu hơn, chi tiết hơn cho các bác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.